Rồi thì như trên màn hình mấy anh em thấy ha, thì đây là một cái tool cho anh em. Thì anh em muốn tool được cái con này thì anh em phải vào anh em kích hoạt nha. Thì mình sẽ tạo cho một cái tài khoản mới nha anh em. Thì mình sẽ tạo cái tài khoản là 7 Steam Z nha anh em. Đấy. Rồi anh em thì đăng ký đăng nhập ở đây ha. Thì mình sẽ tạo một cái tài khoản mới nha anh em, 7 Steam Z ha. Thì mình sẽ chơi cái server, đây nó có hai server nha anh em. Thì mình sẽ chơi server 1. Đấy. Anh em nhớ là nếu mà anh em mà đăng nhập cái con này khó thì anh em nhớ bật cái Witfox lên nha anh em. Đấy. Anh em nhớ bật cái Witfox lên nha anh em. Đấy. Thì anh em bật lên thì anh em sẽ đăng nhập bình thường nha anh em. Rồi thì mình sẽ đặt cái tên của con này. Rồi Sammy Z ha. Thì cũng như thường lệ thì mấy anh em vào thì mấy anh em chạy nhiệm vụ đầu nha anh em. Đấy. Thì con này mình đã vượt quá APK lẫn vượt quá tôn nha anh em. Thì anh em kích hoạt thành công con này thì anh em sẽ tôn rất là ok luôn. Rồi sau khi mình chạy nhiệm vụ hướng dẫn đầu thì mình đến cái màn hình chính như vậy ha. Thì trên kênh của mình những cái con thể loại như này là rất là nhiều nha anh em chơi phải đúng phiên bản nha. Thì con này là con CDK nha anh em cần kích hoạt CDK ha. Rồi thì mình sẽ tiến hành kích hoạt CDK nha anh em. Thì ở đây anh em thấy cái tool ở đây ha, thì anh em sẽ nhấp vào chữ kích tool nè. Đây anh em nhấp vào thì sẽ đưa cho anh em đến một cái link chính luôn, cái link gốc của cái con này nha anh em, cái link kích hoạt gốc nha anh em. Thì anh em sẽ dịch nó ra ha, anh em bằng chạy bằng trình duyệt ha, anh em sẽ dịch nó ra. Rồi xong thì anh em sẽ copy cái CDK, nó có dạng như như này nha anh em. Thì mình sẽ share CDK mới thường xuyên lên lên group Telegram ha cho mấy anh em lấy nha anh em. Đây thì anh em lấy hai cái CDK nha anh em. Thì anh em dán ở trên một cái dưới một cái nha anh em. Xong ở đây là nó để là kích hoạt sẽ sử dụng đến 8 giờ sáng ha. Thì anh em kích hoạt thành công thì anh em sẽ xài được đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Thì anh em sẽ vào lấy CDK kích hoạt lại nha anh em. Đấy. Ở đây thì tài khoản ha, thì mình sẽ kích cho cái tài khoản là 7 Steam Z nha anh em. Rồi. À, sau khi mà anh em nhập như này xong anh em nhấp vào kích hoạt nha. Còn phần lấy mã thẻ này thì anh em khỏi nha anh em. Anh em chỉ cần vô cái Telegram anh em lấy cái CDK này nha anh em, mình sẽ gửi lên đó thường xuyên mỗi ngày nha anh em. Rồi kích hoạt ha. Rồi ở đây là nó báo thành công anh em. À, nếu nền quỹ quyền thành công vui lòng sử dụng trình phát ha. Thì sau khi mấy anh em làm được cái bước này thành công á thì mấy anh em sẽ chuyển qua cái tool đây, cái tool vượt quá ha. Rồi thì ở đây anh em sẽ chọn server ha. Thì mình đang làm cái server 1 nha anh em. Đấy. Rồi 7 Steam Z. Rồi ở đây nạp kim cương nha anh em, thì mình sẽ nạp thử là 11114 số 1 ha, gửi. Đấy anh em thấy thành công ha, bên game là đã có kim cương nha anh em. Rồi tiếp tục thì anh em sẽ nạp gửi vật phẩm nha anh em. Thì ở đây anh em sẽ nạp cái tiền tệ nè, cái xu nền á, đây xu vui vẻ. Mình nạp thử 4 số 9 nha anh em, 5 số 9 đi, 6 con luôn. Rồi rồi thì anh em qua game ha, anh em sẽ vào cái phần nạp kim cương nè, anh em mua thử cái phần tệ nha. Đây ở phần những cái gói tệ nè. Đấy thì anh em thấy không, 6 số 9 đã thành công nha anh em. Như vậy là nạp tệ gửi vật phẩm thành công. Thì tiếp tục anh em sẽ gửi thử tướng nha. Thì ở đây nè, bạch hạt ha. Thì anh em nhớ là gửi ít thôi nha anh em. Đấy gửi nè, đây thành công nha anh em. Đấy con tướng bạch hạt ha. Thì phiên bản này cũng có rất nhiều tướng mới nha anh em. Thì anh em nhớ là chơi bản nào thì phải làm đúng bản đó nha anh em. Rồi tiếp thì gửi thêm một con nữa là chiến chiến thần đáy một bạch ha, chiến thần đáy một bạch đây. Đấy rất ok luôn. Thì bản này chạy rất tốt nha anh em. Anh em nhớ là mở cái Witfox lên nha anh em. Rồi tiếp ha, tiểu vũ ha, đây thành công luôn nha anh em. Đấy bản này chơi rất là ok nha anh em. Rồi thì tiếp tục thì mình đã test thử là gửi kim cương gửi vật phẩm thành công nha anh em.
Thì phần dưới thì anh em muốn tự định nghĩa anh hùng thì ở đây anh em sẽ chọn anh hùng, anh em sẽ chọn sao. Đấy, phần này anh em có thể test ha, anh em chọn sao, đây là để mắt 25 sao, nhưng mà có những con tướng thì nó vào, như có những con tướng nó không có vào nha anh em. Đấy thì anh em có thể test phần này ha. Rồi phần dưới là lever của cái tướng, thì ở đây là mắt 1000 nha, thì mình chưa test hết, anh em có thể test nha anh em. Anh em có thể test nhập thêm cái lever này thử nó có hay không nha anh em. Rồi phần xóa vật phẩm thì anh em sẽ chọn vật phẩm tương ứng ha, và số lượng tương ứng ha, thì sẽ xóa được vật phẩm trong game của mấy anh em ha. Rồi phần tên là phần nạp kim cương như nãy ha. Đấy, nạp rất ok nha anh em. Thì anh em nạp 100k thì nó sẽ vào là x10 kim cương nha anh em. Đấy, anh em thấy như thế này á là nó đang bị lắc nha anh em, thì anh em có thể dùng cái app Witfox nha, app Witfox để mà anh em chạy cái tool nha anh em. Đấy, để mình load lại nha. Xíu 1. Đây. Bài tin giác ha. Thì anh em có thể load lại trang được cũng được. Đây nạp kim cương 111. Đấy. Nó nạp bình thường nha anh em. Thí dụ anh em thấy cái phần mà đang tiến hành hơi lâu thì anh em có thể load lại trang nha. Thì mấy cái server này chuyển dùng cho nên nó cũng hơi khó khăn nha anh em. Thì anh em cứ vậy thì anh em chơi được thôi, cũng rất bình thường ha. Rồi phần giới thiệu con game mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Thì anh em nhớ vào cái group Telegram anh em lấy CDK mới nha. Mình sẽ share lên đó mỗi ngày nha anh em. Thì ngày nào cũng có CDK mới hết, mình sẽ share lên đó, anh em lấy về mà kích hoạt tool nha anh em. Thì sau khi mà anh em kích hoạt tool thành công thì anh em chơi đến 8 giờ sáng ngày hôm sau thì anh em vào mà lấy CDK kích hoạt lại nha anh em. Đấy, thì game thử nghiệm mà, cho nên anh em làm như vậy mới chơi được nha anh em. Rồi tất cả các link mà để trong phần mô tả nha anh em vào mà lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.